Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Điện Biên phấn đấu có ít nhất 90 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao cấp tỉnh, có 3 đến 4 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao cấp quốc gia, đảm bảo 100% sản phẩm OCOP được truy xuất nguồn gốc. Để đạt được mục tiêu đề án, trong thời gian tới, các địa phương cần chủ động vào cuộc quyết liệt hơn trong triển khai xây dựng và phát triển bền vững sản phẩm OCOP. Cấp ủy, chính quyền cấp huyện cần đưa chương trình OCOP vào nghị quyết, chương trình hành động để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong đó cần xác định rõ vai trò của các chủ thể tham gia chương trình.